Phó Dương Hy chạy tới dưới lầu ký túc xá của trường tìm Triệu Minh Khê, lúc nhìn thấy cửa sắt, mới ý thức được dưới lầu ký túc xá của Triệu Minh Khê có bảo vệ. Ngơ ngác đứng một lát, cậu giờ mỏi mệt đến mức không còn chịu đựng được nổi, ngồi xuống bên cạnh bụi hoa ven đường. Cậu muốn đợi Triệu Minh Khê thức giấc, muốn khi Triệu Minh Khê xuống lầu thì cậu có thể gặp được cô ngay, muốn nhìn thấy cô sớm một chút. Không có người nào thích cậu, bọn họ đều rất chán ghét cậu. Nhưng chỉ cần Triệu Minh Khê thích cậu, cậu sẽ không sợ. Minh Khê luôn siêng năng dậy sớm, trời vừa tảng sáng xung quanh yên lặng như tờ. Cô vừa xuống lầu thì lập tức chú ý tới bóng người cao gầy bên ngoài. Minh Khê nhanh chóng chạy tới, anh Hy, sáng sớm sao cậu lại ở chỗ này? Tối hôm qua cậu không ngủ sao? Phó Dương Hy tỏ vẻ cái đứa nhỏ ngu ngốc này, coi tớ là người thép sao nói, làm sao có thể không ngủ? Cũng bởi vì ngủ quá sớm nên sáng sớm hôm nay đã tỉnh. Không có chuyện gì nên ra ngoài đi dạo. Cậu một tay đút túi quần quay đầu, lạnh lùng đưa túi lớn đồ ăn sáng cho Minh Khê. Cầm lấy đi. Trái tim Minh Khê không hiểu vì sao lại nhảy loạn một cái. Cậu, sáng sớm cậu đặc biệt chạy tới đây là để đưa bữa sáng cho tớ sao? Cần cổ trắng nõn của Phó Dương Hy đỏ lên, lập tức nhảy dựng lên, cáu kỉnh như thể cậu ấy vừa nghe xong một câu chuyện cười. Cái gì mà đặc biệt đưa cho cậu chứ? Lái xe nhà tớ mua một đống lớn, tớ ăn không hết, phần còn lại để cho cậu giúp giải quyết hết thôi. Tớ lời sách, cậu mang vào lớp học, phát cho bọn Kha Thành Văn. Cũng đúng, loại đại thiếu gia như Phó Dương Hy, cậu ấy có điên mới làm ra chuyện sáng sớm ngồi xổm trước ký túc xá nữ đưa bữa sáng. Minh Khê hỏi, vậy sao cậu không trực tiếp xách vào lớp? Phó Dương Hy nói, tớ thuận đường ghé qua chỗ cậu lấy cái khăn nhét trong cặp sách của cậu ngày hôm qua không được sao? Minh Khê nhớ lại lẩm bẩm, được rồi, bây giờ tớ lên lầu lấy cho cậu. Chỉ là một chiếc khăn bẩn mà thôi, làm gì mà phải đặc biệt chạy tới đây lấy về? Còn khiến cho cô tự mình đa tình, cho là cậu đặc biệt tới đưa bữa sáng cho cô. Phó Dương Hy nhìn cô chạy đi, không khỏi cong môi cười. Sau khi Minh Khê vào lớp thì vội vàng mở sách vở ra, vừa xem vừa ăn. Phó Dương Hy ngồi bên cạnh nhìn cô một lúc, nhịn không được mà hỏi, chừng nào cậu tham gia tập huấn cho cuộc thi liên trường? 23 tháng 10 phải đi tập huấn trong vòng 10 ngày. Vậy chẳng phải sinh nhật của cậu phải trải qua trong nơi tập huấn à? Minh Khê sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn Phó Dương Hy, lần trước mình chỉ nói qua loa thế mà cậu ấy lại nhớ kỹ. Không nghĩ tới cậu ấy ngủ suốt ngày, thành tích cũng chênh lệch mà chỉ nhớ lại tốt như vậy sao? Minh Khê thờ ơ nói, đến lúc đó rồi nói sau, các cậu giúp tớ trở về nhà bà nội một chuyến, đó là món quà sinh nhật tốt nhất, đến lúc đó lại nghĩ cách. Cậu nói trong lòng, đến ngày đó có khi cậu sẽ chạy đến nơi tập huấn. Nhưng đó là niềm vui bất ngờ, Phó Dương Hy không có ý định nói ra vào lúc này. Lúc quay đầu nhìn Triệu Minh Khê, cậu tình cờ nhìn thấy người trong đội tuyển của lớp bên cạnh đi ngang qua. Không biết có phải là ảo giác của Phó Dương Hy hay không, làm sao cậu cảm thấy không giống như trước kia, gần đây đội tuyển của lớp chuyên luôn đi từ phía hành lang bên này đi lên. Cái người đi đầu tên Thẩm gì nhiêu kia nữa, mỗi lần đi qua đều nhìn về phía này. Phó Dương Hy khẽ ngẩng đầu, không vui nhíu mày, đôi mắt đen nhánh, lạnh lùng nhìn lại. Tay cậu sao thế? Bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Triệu Minh Khê. Thấy Triệu Minh Khê còn đang nhìn, cậu nhướng mày nói, còn không phải là do lúc bị chó rượt ở trên núi với cậu nên bị ngã đó sao? Minh Khê nói, hôm trước bị ngã. Tớ nhớ là hôm qua, lúc ngồi xe lửa đi về còn không có mà. Phó Dương Hy nói, cậu ngồi xe lửa ngủ mê man, thế mà còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Minh Khê cũng không hỏi nhiều, cô lấy lọ rượu thuốc lần trước chưa dùng hết từ trong hộc bàn ra, được rồi, đưa tay qua đây. Phó Dương Hy cứ tưởng là lần trước đã được cô bôi thuốc một lần, cho nên lần này cả người cậu sẽ không cứng ngắc nữa. Nhưng không nghĩ tới, ngay lúc này, tim cậu vẫn đập rất nhanh như cũ. Phó Dương Hy rũ mắt nhìn cô, cậu cảm giác giống như trong góc tăm tối nhất của mình có ánh sáng chiếu vào, ấm áp một chút. Cả người cậu như bị chút ấm áp này hòa tan. Minh Khê cảm thấy vết thương trên người còn nhiều hơn thế nữa, thừa dịp cậu không chú ý, cô kéo áo của cậu lên. Nhưng Phó Dương Hy vô cùng cảnh giác, cậu nhanh chóng lùi về sau hai tay ôm ngực, dáng vẻ như kiểu đang bảo vệ trong sạch của mình, mặt đỏ tới mang tai nói, mới sáng sớm mà cậu làm gì đó. Không hổ là khẩu trang nhỏ, chưa gì mà đã dữ dội như vậy rồi. Quên đi, nếu còn thì tự cậu làm đi. Dù sao chắc hẳn những nơi khác chắc cũng không có nhiều. Minh Khê xác định nơi mà bọn cô ngã xuống là sườn đất rất xốp, ngay cả cô cũng không bị thương gì cả. Phó Dương Hy cầm lấy lọ thuốc định ra ngoài thoa lên vết thương, dường như không bận tâm đến vẻ tức giận của cô, thậm chí có vẻ như đã quen dung túng cô, để đàn em này ngẫu nhiên phạm thượng làm loạn. Lúc này Kha Thành Văn nhìn trái ngó phải, thần thần bí bí vào lớp thì gặp Phó Dương Hy. Anh Hy, nhìn này, cậu ta vừa nói vừa mở kéo áo khoác ra. Tớ biết cậu sợ chó, nên tớ đem con chó con cho cậu tiếp xúc thử. Có lẽ cậu sẽ không còn sợ hãi nữa. Là một con chó Husky chừng 3 tháng tuổi, thực sự đáng yêu muốn chết. Kha Thành Văn vẫn không biết sống chết, ôm con chó tới trước mặt Phó Dương Hy. Chó con kích động, nhào lên người Phó Dương Hy.
Sắc mặt Phó Dương Hy lập tức thay đổi, gần như đông cứng lại, giống như gặp phải ác mộng. Ở dốc núi ngày đó, quá mức hốt hoảng, Minh Khê cũng cực kỳ sợ con chó ngao Tây Tạng kia cho nên không nhìn thấy rõ sắc mặt của Phó Dương Hy cứng ngắc đến mức nào. Nhưng giờ phút này cô đã nhìn thấy rõ ràng. Đây là biểu cảm không bao giờ xuất hiện trên mặt của Phó Dương Hy. Vì chuyện này, không biết làm sao tim Minh Khê lại đập nhanh, máu dồn lên đỉnh đầu. Cô nhanh chóng chặn trước người Phó Dương Hy nói, được rồi, tới giờ vào lớp rồi, đừng làm rộn nữa. Cậu nhanh chóng đem chó xuống phòng bác bảo vệ đi, chứ không một lúc nữa thầy Lưu tới đó. Kha Thành Văn đột nhiên gọi, anh Hy. Triệu Minh Khê quay đầu nhìn lại, bỗng không còn bóng dáng người nào ở sau lưng mình. Phó Dương Hy cầm chai rượu thuốc đi đâu mất tiêu rồi. Cô ngẩn người, Phó Dương Hy bị làm sao vậy, trong lòng Minh Khê lo lắng cho cậu vô cùng. Bởi vì trong lòng cô đã xác định, Phó Dương Hy là người bạn rất quan trọng của mình.